Ừ, chân tay. Fosaco, Củ Chi. Ủa tính ra là có mấy người làm thôi à. Ở kia người ta bảo trì à. Để quay coi mình đang đi vô cổng nha. Vé là phía dưới xe 5.000. Để quay lúc này. Rồi. Vẫn có mấy người người ta bảo trì làm rồi. Đây có nước nè. Thấy đường này nó gọi là đặc trưng luôn á. Gió rất là mát nha, nay đi trời không có nắng, dịu dịu. Có đường dưới. Ừ, mèo đi cũng chi mấy không? Mình sẽ đi vòng đây giờ đây. Cái này chỉ khó mà đi xa 30 cây là đi ngon hơn cái hồ sen Tam Đa đó. Hồ sen Tam Đa 40.000 vé vô. Đi có vòng không à? Chút xong. Mình nhớ đang kiếm cái toilet phải không? Mình nghĩ là nằm bên kia á. Sau lưng. Cái hồ này giống nhìn như con Bù Long nè. Nên là nó có cái cảnh ở giữa nữa kìa không? Ủa có cái sụn kìa vừa qua vô kìa. Ủa, chưa phải chứ. Này gió hơi nhiều á. Cái xuồng nó biết bơi được không ta? Cái bơi ngoài nó chực. Mát nhỉ. Lần đầu tiên nữa mèo đi khu du lịch phải đi du lịch như gì, sinh thái nha. Chứ đi công viên nè. Ừ, mẹ nhìn vô không ca hồi đó nằm trong bụng mình thấy mát mát phải ơi. Chính xác là chỗ này. Con gì đi kia cút 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 rồi ta. Này đi vẫn là qua cái đồi không? Cây rùa phải không? Nè, cây rùa. Mới thấy con cào cào cỏ đó kìa, nó kìa kìa thanh niên nè. Hello hello, chào mừng cái trai lên chơi chút coi. Ngồi gọi nó nhảy đi ơi. Ồ, cái bông đó bự quá.
bông bụp. Đây là bông sen. Bông sen nha con. Mô tả bông sen. Ủa bán tự nhiên có cái nhà nó hiện đại nữa. Chứ để gì cho mấy người tới xuống hiện đại hả? Em mình vô trong lại có vé đàng hoàng nha. Cái vé hình công ty đàng hoàng. Này gì vậy? Cái này nó xây cái đồ cao cao có đầu tư ta. Ôi đứng ra đi lên nhìn thấy mình nó cao hơn cây dừa nữa kìa. Đứng đi trước cho. Tự nhiên để cho tự nhiên cọp nhìn sao. Này gió khá mát, hơi quang sơ. Đó, đi coi chừng có ông lá nha. Tại thường cái chỗ cây trúc tre này nhiều ông lá. Ủa, này lớn dưới nó có một con bự như con gà luôn. Ừ. À, bắt đầu cái cậu. Đây. Cậu nó bị mục hơi. Mấy tay cầm được sơn nhìn có vẻ chắc chắn nha. Nó mấy mèo đi lên thì phải đánh coi đi lên chứ lại nên test trước cái đó. Nó sẽ dám test được. Đi của mình đến tiếng bên cạnh đây nè. Mà thấy nó bị mục á. Ở đây là nó còn bán hè hàng đây nè. Còn xe nước mía luôn nghe không? Mà nó hồi đó chắc cũng con viên rồi đó. Ừ. Mấy chỗ nó ngồi đàng hoàng lắm. Nó còn bán cơm lam thịt nướng à. À cái hình hồi sáng anh coi là bác cũng là quay bình xuống nước. Cái máy cày nó chạy nè. Lâu quá được nhìn thấy cái vết bánh xe của máy cày. Ủa? Đi để thấy vô nó canh ăn rồi đó. Chắc coi nhà hàng chồng á hả? Ừ. Mùi điển này bự dữ ta. Khô nhà hàng. Ủa? Sau đây có cái đường. Đấy là nặng quá. Có đường xe chạy kìa. Con cầm cái này. Ây da, nặng quá. Thì sẽ chạy ra được nào ta? Ừ,
Chắc hợp lấy cô còn mở cái khu rộng vậy. Chè vô đây hàng á vô rồi. Chắc là mai có khách tới á, nhân công đã được quy động phải không? Này như cũng phải đặt trước đó, xong người ta chở vô chứ cũng không có sẵn. Đúng rồi. Lại có mấy nhà khách đúng mới dựng không em? Tiệm đây bóng mát. Cái trời cái mày nhỏ. Em cưới nó cưới. Nhìn này khác tao biết. Mỗi cái mỗi bên 1, 2, 3. Chắc được 5 bàn. Mấy cái 5 bàn. Kiếm chỗ ngồi ăn cái. À ăn cơm chút hả? Lá đâu ăn được đâu. Để mà nhỏ đến để hàng gạo á, chứ anh ta nó sợ á. Nha bạn Nai, hello. Nai nhìn mặt hiền quá ha. Năm giờ ăn cỏ khác. Bên đây có cái cây lá nè, ăn đi. Chọc chọc chọc. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay á. Nó biết rồi. Thấy giới thiệu đàng hoàng em đi. Hôm nay đi ra kìa bạn nó bị cái gì đi ra thọt kìa. Nó nhai mấy cỏ đáng kìa, nhai gục gục rụt. Cỏ khô không mà. Hay có cái rác tươi không dịu ăn lại à. Đúng thứ này. Sợ nha. Bạn này đang từ từ tới kìa. Bạn này có cái sừng gì không có. Ui bạn này này không sợ em kìa. Hello. Ôi mấy mèo đạp với con. Bạn này nè, con thấy bạn này không? Này đó. Này nhìn mày rất hiền nha. Đây đây mẹ lấy cái cỏ mèo xanh lại. Hello. Hello. Thái nhũ xin không nạp đàn em nào. Còn có cái chùm. Còn có cái chùm nên em mới xin giấy mình để thử cho con. Nó ăn cái bông gòn. Lấm bông gòn. Lấm bông gòn ăn à. Lúc này khá là mát.
Ở đây mình vô dã ngoại mà không có chỗ nhiều cho mình đến mít chơi ha. Chỗ tuột này gì đó cho nó chơi vui. Đây khu nhà hàng. Chút cây đó chằng chịt.